Hello everyone, welcome back to my channel. Cái điều này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. DC Land Girl. Let's go. Ok, let's go. Ok, let's go. Rồi mình sẽ nâng cấp cho nhân vật của mình. Let's go. Wow. Tiếp tục nào. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ hai, Strike 4. Let's go. Marvel Strike 4. Trong tựa game này thì có rất là nhiều siêu anh hùng, từ những gọi là Deep Boss, hay người khổng lồ xanh, hay là X-Men, tất cả đều đủ cả. Rồi, và bây giờ thì các bạn cùng mình khám phá cái này nhá. Let's go. Wow, to, rất đẹp trai luôn. Ok, mình sẽ... Let's go. Thank you.
Ok, let's go. Tăng never cho những anh chàng này. Let's go. Rồi. Let's go. Let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Lego Marvel. Let's go. Ok, let's go. Vào đây. Let's go. Ok, let's go. Rồi, tiến tới nào. Time for some heavy metal.
Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Lego Ninjago. Let's go. Okay, let's go. Cho hết máu rồi, cố gắng ăn thôi. Oh my god, chết rồi. Wow 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 wow. Ok, let's go. Bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Batman đây, mình sẽ chọn Batman đầu tiên. Let's go. Vào trong ngân hàng cướp đồ. Bây giờ thì mình sẽ bảo nhanh anh ta thôi. Let's go. Lego friend, let's go. Yes. Thank you.
Wow. Go. Oh my god. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Nego Star War. A long time ago. Ino Garasi. Star War. So, Koblete Saga. New game. Classic. Yes, let's go. So let's go. Okay, let's go. Đó, các bạn đi đâu rồi các bạn mở nó. Ok. Rất đơn giản, trò chơi này rất đơn giản thôi. Let's go. Phá hết những cái này.
Wow, ok, let's go. Rồi, ok, let's go. À, bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Lego City. Let's go. Ta bị bắt luôn. Ok, let's go. Mình sẽ phải leo vào bạn anh này. Let's go. Rồi, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.